Giá cà phê hôm nay ngày 23 tháng 8, ta hồi phục do xuất khẩu sụt giảm, đầu cơ đang chuyển mạnh sang Arabica. Giá cà phê hôm nay ngày 23 tháng 8 trong khoảng 37.400 đến 38.300 đồng mỗi kg. Giá cà phê ta hồi phục trước thông tin nhà sản xuất hàng đầu xuất khẩu sụt giảm. Thị trường cũng chứng kiến dòng vốn đầu cơ đã chuyển mạnh sang thị trường cà phê Arabica. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 37.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 38.300 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 38.200 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 38.200 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 38.100 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 38.200 đồng mỗi kg, chưa Prong, ở Pleiku và La dai cùng giá 38.100 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 38.100 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước, giá cà phê tăng 900 đồng mỗi kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 tăng 19 USD mỗi tấn ở mức 1.862 USD mỗi tấn. Giao tháng 11 năm 2021 tăng 19 USD mỗi tấn ở mức 1.882 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2021 tăng 0,05 CLB ở mức 178,25 CLB giao tháng 12 năm 2021 tăng 0,2 LB ở mức 181,5 LB. Tính chung tuần trước, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan sen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng tất cả 34 USD và kỳ hạn giao tháng 11 tăng tất cả 46 USD. Tương tự, thị trường New York cũng có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan sen. Tuy nhiên, Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm tất cả 4,5 sen và kỳ hạn giao tháng 12 giảm tất cả 4,25 sen. Giá cà phê Arabica sụt giảm trước ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 9, khi đã quá mua trước đó do lo ngại sản lượng Brazil vụ tới sụt giảm. Trái lại, giá cà phê Robusta tiếp nối đà hồi phục trước thông tin nhà sản xuất hàng đầu xuất khẩu sụt giảm, thị trường cũng chứng kiến dòng vốn đầu cơ đã chuyển mạnh sang thị trường cà phê Arabica do lợi nhuận biên của sàn New York đang có sức hấp dẫn hơn trong ngắn hạn. Trong tuần qua, sự kiện có tác động mạnh đến thị trường tài chính phải kể đến biên bản cuộc họp của Fed cho thấy ý định của cơ quan này muốn thu hẹp dần chương trình mua nợ 120 tỷ USD. Ngay sau đó, chỉ số đồng USD, DXY lên mức cao nhất hai tháng qua do các nhà đầu cơ mua tích chữ. Điều này cùng với đồng nội tệ Brazil giảm khiến giá cà phê Arabica có dịp giảm khá sâu. Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát khắp nơi khiến sức tiêu thụ cà phê toàn cầu tạm thời sụt giảm, trong khi nền kinh tế thế giới hồi phục không như kỳ vọng, lạm phát tăng nhanh khiến nhiều ngân hàng lớn phải xem xét các biện pháp kích thích kinh tế. Theo các chuyên gia, đây sẽ là nguy cơ có thể làm giá cà phê và nhiều hàng hóa nông sản khác suy thoái trong ngắn hạn. Giá tiêu hôm nay ngày 23 tháng 8, cao nhất 79.500 đồng mỗi kg, có thể đạt 100.000 đồng/kg vào cuối năm. Giá tiêu hôm nay ngày 23 tháng 8 trong khoảng 76.500 đến 79.500 đồng mỗi kg. Xu hướng giá đang có chiều hướng giảm nhẹ do hàng tồn tại kho vẫn còn nhiều, khi mà dịch COVID-19 làm gián đoạn nguồn cung. Tuy vậy, về lâu dài đà tăng rất triển vọng, nguyên nhân sản lượng sụt giảm trên phạm vi toàn cầu, cùng với đó là lượng tiêu dự trữ giá rẻ ở trong nước cạn kiệt. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.500 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Trong tuần qua, giá tiêu tại Tây Nguyên giữ nguyên. Trong khi đó Giá tiêu khu vực Đông Nam Bộ tăng 1.000 đồng mỗi kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại Sàn Chi, Ấn Độ vẫn giữ ở mức 41.300 rupi tạ. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupi Ấn Độ INR từ ngày 19 tháng 8 năm 2021 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 311,47 Việt Nam đồng INR. Theo thống kê, Tổng diện tích hồ tiêu cả nước đạt cao nhất vào năm 2017 là 153.000 ha thì đến cuối năm 2020 còn lại 131,8.000 ha. Nguyên nhân do giá tiêu liên tiếp giảm những năm qua, hiện điều kiện thời tiết bất lợi. Lợi suất đầu tư giảm mạnh dẫn đến sản lượng của niên vụ 2019 đến 2020 chỉ 240.000 tấn. Niên vụ 2020 đến 2021 ước tính giảm tới 30% so với niên vụ trước. Ghi nhận ở Gia Lai, hiện khoảng 13.673 ha, trong đó có khoảng 12.582 ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Qua khảo sát thực tế cho thấy, do ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết, dịch bệnh và suất đầu tư chăm sóc cho vườn cây giảm mạnh nên sản lượng niên vụ 2020 đến 2021 thấp hơn so với trước. Ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch thường trực Tổng thư ký Hiệp hội Hồ tiêu chư C nhận định thị trường hồ tiêu đang ở trạng thái giảm về sản lượng, tăng về giá trị xuất khẩu. Mặc dù giá hồ tiêu đang tăng lên, người trồng không còn bị lỗ và khả năng sẽ có giá tốt hơn trong tương lai, nhưng chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng, tình hình dịch COVID-19 đang làm đứt gãy chuỗi lưu thông hàng hóa, chi phí vận chuyển tăng, một số doanh nghiệp ký bán trước giá 40, 55.000 đồng/kg nay phải mua với giá trên 70.000 đồng/kg để giao hàng theo hợp đồng sẽ gặp khó khăn. Hoặc ngược lại có tình trạng doanh nghiệp tranh thủ chốt lời đẩy hàng lưu trữ nên khả năng giá cả thay đổi trong thời gian ngắn. Chúng tôi nhận định đến cuối năm nay và các năm tiếp theo, giá hồ tiêu sẽ tốt dần lên, khả năng có thể đạt 90, 100.000 đồng mỗi kg, báo Gia Lai dẫn lời vị phó chủ tịch thường trực hiệp hội hồ tiêu Chư C.